Chào các bạn, ngày hôm nay 11 tháng 7 2019, thì tôi có mặt ở đây. Và trước khi phát cái chương trình này thì tôi cũng đã phát một chút về những cái chiếc xe bị cháy ở phía trong. Và hiện nay thì tôi đã ra bên cạnh để tôi tiếp tục cung cấp những thông tin tiếp theo cho các bạn được biết. Vâng, hôm nay các bạn cũng đã biết rằng là trong nước hiện nay đã xảy ra những cái vụ việc. Đó là việc công ty VinFast Fadi đã đưa ra dòng công ty VinFast đã đưa ra dòng xe VinFast Fadi, và nó bắt đầu gặp phải những trục trặc mà những người dân trong nước đang phải gánh chịu. Đó là việc chiếc xe luôn luôn đã bị chảy nước và bị không lắp, quên lắp những cái chắn bùn. Mà cái điều đó thì rất là nghiêm trọng, bởi vì tôi cũng đã vừa qua gặp một số những cái người xưởng lắp xe ở đây, và những cái người mà bảo hành xe thì họ nói rằng cái lỗi mà không lắp những cái chắn bùn ở bên trong lốp xe đấy là lỗi rất sơ đẳng. Và cái điều đó thì sẽ đem ra cái tác hại rất lớn, bởi vì khi sản xuất ra một chiếc xe, mới bắt đầu sản xuất một chiếc xe mà cái việc kiểm tra kiểm soát đã không được chú trọng, khi mà chiếc xe không được lắp chắn bùn thì những cái người mà kỹ sư hoặc là những người công nhân nào đó đã lắp cái xe đó thì có lẽ họ đã không xem, không kiểm tra chiếc xe trước khi đem bán. Và phải chăng rằng chiếc xe này có thực sự được lắp tại Việt Nam hay không, hay là được nhập nguyên chiếc lắp ở đâu đó một cách vội vàng và đưa về Việt Nam để tiếp tục tiêu thụ ở trên thị trường với thị trường dễ tính, hoặc là có những cái lobby đối với các dùng các chính trị gia để lobby, đó là như ông Nguyễn Phú Trọng hoặc ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Và hậu quả thì các bạn cũng đã biết khi clip tiếp theo, đó là có những cái thông tin mà một người chị đã chia sẻ cái việc mà chiếc xe của chị mới lăn bánh được 79 km thì đã bị bung nước ra, và chị viết trong cái status của mình là bị chảy dầu hết ra và không thể đi được nữa, đèn báo nhấp nháy píp píp lên và không đi được nữa. Thì tôi cũng vừa tham khảo một cái kỹ sư về ô tô ở Đức, thì họ nói rằng những cái chiếc xe mà mới sản xuất ra thì đều có hệ thống cảm biến, tức là cảm ứng. Khi chiếc xe, máy xe nó quá nóng lên thì lập tức nó sẽ dừng xe, dừng không cho chạy, máy xe nó không chạy được nữa. Chính vì vậy mà chiếc xe của chị đó đã bị dừng lại và không thể đi được tiếp nữa, và nó phải dừng ở chỗ. Nó sẽ chạy thêm một đoạn nữa theo cái quán tính, và khi mà hết quán tính rồi thì chiếc xe tự dừng. Và điều đó rất là nguy hiểm, thì các bạn cũng đã biết khi chiếc xe lưu thông ở trên đường với tốc độ cao ở trên 100 km/h thì chắc chắn sẽ xảy ra những vụ việc mà đây là hình ảnh một chiếc xe tương tự như vậy cũng đã bị các bạn cùng xem. Đây là hình ảnh như vậy. Đây là những chiếc xe khi đang lưu thông trên đường cao tốc chẳng hạn, thế mà khi mà máy và động cơ có vấn đề trục trặc thì nó dừng, tự nhiên nó dừng lại, dừng máy hết lại, thì những cái trợ lực tay lái và những cái vấn đề về bảo vệ an toàn thì điện nó sẽ mất đi và không thể trợ lực được tay lái nữa. Thì như vậy tay lái lúc đấy rất nặng, tự nhiên rất nặng, và những người, nhất là phụ nữ mà hoặc là những người mà người già ngạn đi những chiếc xe này thì chắc chắn sẽ nguy hiểm ở chỗ là khi mà không trợ lực tay lái và bị mất đi khi động cơ ngừng hoạt động đột ngột như thế này thì chiếc xe chỉ có tiếp tục có thể lao theo quán tính, tức là nó lao theo quán tính như vậy thì, và đồng thời là sẽ khi mà hết quán tính rồi thì tự nó sẽ dừng, chứ các bạn không điều khiển được, và phanh cũng rất khó và rất nặng, và điều đó gây nguy hiểm rất lớn cho những chiếc xe mà đang đi đột ngột mà bị nóng hoặc là bị cháy máy hoặc là bị mất máy nó ngừng hoạt động như vậy. Thì các bạn đã thấy cái trường hợp đã xảy ra ở Đức và một số nơi rất nhiều, và sẽ gây những cái tai nạn liên hoàn, là cái tai nạn đó là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của những người đi xe. Và đây là một hình ảnh mà hôm nay chúng tôi cũng đã chia sẻ trên trước khi tôi phát cái livestream này. Đó là cái chia sẻ về hình ảnh một chiếc xe tương tự như vậy của hãng Opel, tức là cũng của chị em, cũng đã bị phía Đức vào tháng 3 vừa rồi đã bị dừng ở autobahn, tức là đường cao tốc. Đây các bạn nhìn thấy, đây cái dòng thách này. Nếu như những người nào mà biết về tiếng Đức ấy, thì các bạn cũng có thể là hoặc là nhờ dịch. Đấy, cái đường link thì tôi có để ở trên. Đấy, thì họ ghi rất rõ là chiếc xe đấy vào lúc khoảng 12 giờ, xe Opel đấy, tức là cùng dòng với cả xe của GM sản xuất cho VinFast. Và nó bị cháy vì lý do là họ nghi ngờ lý do là tức là về kỹ thuật, trục trặc kỹ thuật ở trong cái động cơ này. Đấy, cháy tung ở động cơ ra. Và đấy, thì các bạn nhìn thấy cái hình ảnh như thế này. Thì đấy là cái lỗi mà không phải là không có mà nó luôn xảy ra. Nhưng mà nếu một chiếc xe VinFast Fadi vừa ra đời đã bị như vậy rồi thì điều đấy rất nguy hiểm và nghiêm trọng. Bởi vì theo như các kỹ sư bên này nói rằng chiếc xe khi mà bị như vậy thì không còn cái những trợ lực tay lái, nó không có tác dụng nữa. Và xe cứ thế mà lăn và lao theo quán tính mà thôi. Đấy. Và tất nhiên là sẽ gây tai nạn, cháy, nổ. Còn những người nào mà đi chậm hoặc là họ có thể tạt vào lề đường được thì sẽ có thể còn gặp may. Còn nếu mà đang đi cao tốc hoặc trời mưa, trơn hoặc đường cua thì lúc đó thì có lẽ lăn xuống vực, hoặc là có thể đâm vào những xe khác ở bên cạnh, hoặc là đâm vào những người đi đường. Thì đấy là cái điều mà nguy hiểm. Và đây là hình ảnh và cái chứng minh rất cụ thể là một chiếc xe Opel
tại Đức trong tháng 3 vừa qua cũng bị như vậy. Đó là, và họ đánh giá luôn là cái việc đó là do là nguyên nhân là trục trặc kỹ thuật trong cái khoang máy này. Đấy, trong cái phần máy này. Đấy, thì đấy là một chiếc xe như vậy. Và sau khi cháy xong rồi thì các bạn, họ cũng đã chụp, tức là người cứu hỏa, họ đã chụp lại và họ đưa lên trên mạng hết sức công khai những cái thông tin về chiếc xe như thế này. Đấy, để các bạn và những cái người mua xe người ta biết và người ta tránh, người ta đề phòng, tránh mua phải những chiếc xe mà nó gặp, có thể gặp nguy hiểm cho gia đình và cho những cái người mà cùng lưu thông trên cái quãng đường đó. Đây các bạn cũng đã thấy, đây là hình ảnh của chiếc xe Opel đó bị cháy, cháy như vậy và cũng cháy từ máy đó. Tức là trong cái phần kỹ thuật họ đã nói rất rõ là bị trục trặc kỹ thuật với máy, phần máy thì nó mới cháy như vậy. Đấy, thì cái điều này rất nguy hiểm. Đấy, mà cái xe VinFast Fadi vừa ra đời thì đã bị trục trặc về phần máy như thế rồi. Đấy là cái bằng chứng rất cụ thể. Và cái việc sau cái việc này thì ông Phạm Nhật Vượng và công ty VinFast chắc chắn là phải có một cái suy nghĩ để làm sao thử và kiểm tra chiếc xe để cho nó tốt thì mới đưa ra thị trường, chứ không thể bán vội, bởi vì làm bán vội như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của những người lưu thông. Và đây là hình ảnh chụp gần hơn nữa chiếc xe đó, để các bạn thấy đây là hình ảnh chụp gần hơn nữa là chiếc xe, đây là một chiếc xe, đây là một chiếc xe khác cũng của cùng hãng như vậy, đây là cũng cháy tung từ máy ra như vậy. Đấy, từ máy bắt đầu là từ bộ phận làm máy làm mát, từ đấy nó lan ra, nó cháy tung ra và cũng bị như vậy, cũng là xe hãng xe của Opel đấy. Và đây là cái thông tin mà các bạn cùng nên biết, và cái đường link thì tôi có để ở trong cái livestream này để nó các bạn cùng tham khảo và trực tiếp biết. Và ngày hôm qua thì tôi cũng đã gặp ông Alex Run. Đây, ông Alex Run là cái người mà kỹ sư thợ cả về chuyên bảo hành và bán. Ngày trước đây công ty họ bán xe Chevrolet là một cái dòng xe tương tự như là, tức là đã sản xuất cho cái công ty VinFast Fadi. Thì ông Alex Run, tức là thợ cả này, có nói rằng là những chiếc xe mà với cái tiêu chuẩn chất lượng mà họ nhìn những hình ảnh mà chảy dầu, chảy mỡ, chảy dầu, chảy nước ra tung tóe của chiếc xe VinFast Fadi thì họ thấy quá ngạc nhiên. Đấy, họ quá ngạc nhiên và họ nói thẳng luôn với chúng tôi rằng là những chiếc xe như vậy thì không được phép lưu hành và phải lập tức thu hồi, tức là hãng sản xuất phải lập tức thu hồi. Và cái nơi mà cho đăng ký lưu hành đó là nơi đăng kiểm, đăng ký lưu hành thì cũng không thể được phép đăng ký những chiếc xe như vậy, bởi vì nó quá nguy hiểm cho người dân khi mới đi được có vài chục cây số mà đã bị như thế rồi, và chưa đi qua những cái đường gồ ghề, chưa đi qua những đường trơn, đường cua ở nông thôn, ở miền núi mà đã bị như thế rồi thì chiếc xe này rất tệ. Chính vì vậy mà những cái người đã mua, đang mua và có thể sẽ mua chiếc xe này nên đắn đo, nên suy nghĩ trước khi mua những chiếc xe như vậy. Vì đây là cái lời nói và bằng chứng rõ ràng của ông Alex Run, là cái người mà chúng tôi đã interview, tức là chúng tôi đã hỏi và phỏng vấn ông ta về cái chiếc xe mà VinFast Fadi đã bị chảy dầu trước đó. Đấy. Và bởi vì sở dĩ tôi nói như vậy bởi vì sau khi ông xem những cái thông tin, những cái hình ảnh mà tôi đưa như thế này, báo chí trong nước đưa cũng rất là nhiều, một số báo đưa đấy thì cũng thấy rằng là đây chảy dầu, chảy nước ra rất tung tóe ra thế này, thì đây là cái điều mà rất tệ hại đối với một chiếc xe mới sản xuất mà đã gặp phải những cái trường hợp như thế này thì quả thật là không thể nào bán được và không được phép đăng ký để lưu thông trên đường. Đây là cái chiếc xe mà VinFast Fadi đã bị như vậy. Và cái ý kiến của kỹ sư của Đức, họ cũng đã nói là với những chiếc xe như vậy thì không thể nào lưu thông được. Đấy, thì đấy chiếc xe VinFast Fadi đây, các bạn thấy mới chạy được 79 km thôi đã bị như thế rồi. Đấy. Thì cái sở dĩ tôi nói những cái điều này ấy, là không phải là một số cái bạn ở trong nước hoặc ở đâu đó đã comment tha là dìm hàng Việt Nam hay là ghen tị. Thế nhưng mà cái điều đó hoàn toàn sai, bởi vì với vai trò của báo chí, vai trò của truyền thông thì chúng tôi có quyền, và đấy là việc của chúng tôi, là phải liên tục tìm hiểu và cung cấp những thông tin từ mọi góc cạnh của cuộc sống, từ mọi góc cạnh của sản phẩm để cho người trong nước và các ông bà, những người tiêu thụ những sản phẩm đó, họ biết được thực sự cái sản phẩm đấy là sản xuất như thế nào, ai sản xuất và sản xuất cho ai, cũng như cái chất lượng và cái đánh giá, những cái đó là hoàn toàn bình thường ở những cái nước mà tự do báo chí như Đức hoặc châu Âu, nước văn minh, cái chuyện đấy bình thường, rất bình thường. Mà ở Đức và châu Âu, rất nước, nhiều nước khác nữa, nó luôn luôn có những cái tạp chí đánh giá về ô tô, thế dụ nó xả ra hàng nhiều trăm trang, mỗi chiếc xe họ đem ra mổ xẻ, họ đem ra họ đâm, họ va, họ quệt, họ đủ thứ. Và cái điều đó thì có lợi cho người tiêu dùng ở chỗ là người ta biết được cái chất lượng, cái người mà, tức là họ biết được chất lượng thực sự của cái người mua xe, là họ biết được. Và cái người mà sản xuất xe họ cũng biết được cái chất lượng thực sự, là cái xe họ sản xuất ra chỉ đến mức như vậy thôi và chỉ được bán với giá đó, hoặc
là nếu chưa đạt được cái yêu cầu về chất lượng sản phẩm thì cái người sản xuất xe và cái hãng sản xuất xe là phải điều chỉnh lập tức và thu hồi lập tức để tiếp tục hoàn thiện cái sản phẩm của mình. Thì có như vậy thì mới có thể bán tiếp được ở thị trường trong nước và hy vọng rằng là xuất khẩu ra nước ngoài. Tuy nhiên thì với chiếc xe của ông Phạm Nhật Vượng mới VinFast Fadi thì mới đi được ở đây, các bạn cũng đã nhìn thấy rồi, 79 km thôi để đèn bắt đầu báo nhấp nháy và không chạy được nữa, tức là động cơ nó tự nó dừng lại. Cho nên là cái chị mà tên là chị đó thì chị cũng đã nói rồi, chị tên là Linh, đấy là chị đã nói rồi là tự nhiên đang chạy đến đấy thì nó dừng luôn, tung tóe dừng luôn, không đi được nữa, phải gọi cầu. Bởi vì những chiếc xe như thế này nó đều được thiết kế những hệ thống cảm biến tự động, cảm biến tự động luôn, tức là khi mà xe nóng quá thì tự nó dừng luôn. Thế như vậy là chạy, đang chạy tốc độ cao nó cũng dừng luôn, đang vào cua nó cũng dừng luôn, thậm chí là xe các bạn đang xuống dốc hoặc lên dốc nó cũng dừng luôn. Đấy, nó dừng luôn thì như vậy là xe chỉ còn lại quán tính thôi, mà quán tính thì các bạn biết rồi, rất nguy hiểm, nó không điều khiển được nữa, rồi trợ lực tay lái không điều khiển được nữa. Thì đây là chiếc xe VinFast Fadi đang bị tình trạng như vậy mà trong nước một số cái, chỉ có một số rất ít cái tờ báo đăng và cũng không đăng đầy đủ, và không dám đăng đầy đủ, dường như họ sợ cái gì đó mà không đăng đầy đủ, mà chỉ có những người trên mạng xã hội như là chị Linh ở đây chẳng hạn, chị có chia sẻ cái, vì khi chị đã mua cái chiếc xe này và chị thấy là nó quá là tệ và nguy hiểm cho chị, cho bố chị, thì chị mới chia sẻ lên như vậy. Và tất nhiên cái bài chia sẻ này của chị sau đó thì cũng đã tắt đi và không còn nhìn thấy nữa, nhưng mà những cái thông tin này đã được lan tỏa trên mạng xã hội để nhiều người cùng biết, và những cái người muốn mua xe và đang mua xe, sẽ mua xe, có thể phải tham khảo khi mà mua những chiếc xe như vậy với cái điều kiện mà khó khăn, rất khó khăn chúng ta mới có điều kiện, có tiền để mua, để dồn tiền để mua được chiếc xe như vậy. Thì đương nhiên là các bạn cần phải suy nghĩ trước khi mua một chiếc xe, và các bạn có quyền thử và đi thử rồi là chạy thử và xem xét mọi điều kiện của nó, và khi thấy thật ưng thì mới mua, còn chưa ưng thì các bạn cũng có thể suy nghĩ và đặt, có thể mua những chiếc xe hãng khác nó đã an toàn hơn, hoặc là có những cái góp ý cho nhà sản xuất như của ông Phạm Nhật Vượng và công ty VinFast này để họ sản xuất ra những chiếc xe mà chạy được trên đường, chứ không thể chạy sản xuất ra chiếc xe mà chỉ có đem trưng bày, mang đến Paris để trưng bày rồi quảng cáo làm truyền thông mà không thể chạy được ngoài đường, hoặc là khi chạy sẽ gặp nguy hiểm bằng những cái hình thức tai nạn khác nhau. Và cái đó, điều đó thì rất là tai hại cho người dân trong nước khi họ mua phải những sản phẩm giả như vậy thì rất là nguy hiểm. Đấy. Thì và một số bài báo trong nước thì đương nhiên các bạn cũng đã biết rồi, họ cũng đã bắt đầu là đưa tin về cái việc chiếc xe này như thế nào, thực hư ra làm sao, thì đây một số bài báo đã đưa rồi. Đấy. Thế tất nhiên là họ đưa thì cũng không phải đủ, bởi vì là họ đưa như thế này ấy, thì là mang tính chất là nó xoa dịu thôi. Đấy, họ nói là lý do tụt là do là cái xe này là lý do là do tụt rắc được nghi. Đây lý do xe đây, tức là tụt do rung lắc mà thì rất là, cái lý do này rất là vớ vẩn, bởi vì chiếc xe mà được rung lắc và đã tụt rắc rồi thì chắc chắn là nó sẽ còn rất là nhiều những cái thứ sẽ bị rung lắc và bị tụt tiếp nữa mà họ chưa phát hiện ra. Đấy, thì cái điều này rất nguy hiểm, và họ nói rằng là đã được thay nước, hỗ trợ thay toàn bộ dầu động cơ chiếc xe, tức là nước làm mát máy mà lại đi thay dầu động cơ máy xe, thì cái điều này cũng lại rất là mâu thuẫn ở chỗ là nó hoàn toàn sai với cái việc mà họ đã viết ở phía trên, thì ở dưới lại ghi là cách chữa lại khác. Thì đấy là việc mà các bạn cũng nên tìm hiểu là tại sao lại phải thay dầu toàn bộ xe như vậy, bởi vì chắc có lẽ nó hết dầu rồi, hết sạch dầu rồi, không còn dầu nữa, chảy sạch ở đâu nữa mà có. Đấy. Thì trước đó thì cũng có rất là nhiều hình ảnh và thông tin cũng đã chia sẻ về việc và chiếc xe đã chất lượng kém ở chỗ là nó những cái chắn bùn này, thì tôi cũng vừa đưa cho một kỹ sư ở đây, họ nói rằng là một kỹ sư khác ở xưởng xe khác, họ nói rằng là cũng không thể tưởng tượng được là tại sao Việt Nam lại bán những chiếc xe mà không có cái bọc lót chắn bùn ở phía trong những xe này, thì nó rất là tệ hại, bởi vì là như vậy là rõ ràng không được kiểm tra kiểm định bất cứ một cái gì cả, mà gần như là chỉ nhận cái xe ở đâu đó về dường như vậy, sau đó bóc ni lông ra là bán luôn rồi, bán vội. Đấy, bán vội luôn. Đấy, thì chính vì vậy nó thiếu, rồi nó sai, rồi nó đủ thứ. Thì cái điều này nguy hiểm lắm. Vì xe thì không là để đi, chứ không phải để ngắm, và không phải là một thứ xe hàng mã để hơn 400, 500 triệu đồng Việt Nam để mua một chiếc xe và gặp cái nguy hiểm như thế này. Đây, các bạn thấy những cái người mua đó họ đã thử bằng cách họ phun nước vào. Đấy, họ phun nước vào để thấy nó xối nước, xối xả ra đằng sau và che mất đèn đi. Thì đấy là cái điều cũng rất nguy hiểm ở chỗ là khi mà tai nạn ở trên đường ấy sẽ chắc chắn là gặp nhiều tai nạn, bởi vì những cái người đi sau họ không thấy xe đằng trước để họ nó đâm vào, các bạn thấy không? Nó sẽ đâm vào ở chỗ là không nhìn thấy đèn đằng trước cả. Thì đâm vào thì tai nạn, với tốc độ hơn 100 cây số giờ thì chỉ tan nát thôi, tan xương nát thịt thôi, chết cả nhà.
và chết cháy luôn. Đấy. Và sở dĩ tại sao lại bị như vậy thì qua những chương trình livestream lần trước thì chúng tôi cũng đã thông báo cho các bạn rồi, là các tờ báo trong nước đã làm truyền thông rất là bài bản, rất là chi tiết cho công ty VinFast trước khi họ ra xe ngay từ đầu. Mà ngay cả ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta thì các bạn cũng đã biết rồi, cũng liên tục là đi chào hàng, rồi cũng đi quảng cáo, rồi cũng làm mọi việc cho chiếc xe này. Thì đây các bạn thấy, ông Nguyễn Xuân Phúc của các bạn đây. Đây, đây. Ông Nguyễn Xuân Phúc hiện nay vẫn là thủ tướng của tôi, bởi vì tôi vẫn là hộ chiếu Việt Nam. Đấy, mặc dù là không gia hạn nữa nhưng vẫn là hộ chiếu Việt Nam. Đấy. Thì đấy, ông ta đi quảng cáo khắp nơi để cho chiếc xe này, mà ông ta không biết rằng là chiếc xe không hề được kiểm định là như đã thông đăng báo chí ở trong nước. Đấy, ngay cả cái chỗ mà chúng tôi phát hiện lần đầu tiên mà chúng tôi phát hiện ra đấy là chỗ là Aero NCAP là không hề được thực hiện kiểm định ở đây. Họ trả lời rõ ràng rằng là không có mang chiếc xe nào của VinFast sang đây để thử cả. Đấy, theo như tờ báo trong nước. Và sau đó thì báo Dân Trí cũng xác định thêm một lần nữa là ngay cả Asia NCAP là cũng không mang bất cứ một chiếc xe nào sang đây để thử cả. Đấy, như vậy là tất cả đều không được thử một cách độc lập, thì không ai đi mua những chiếc xe mà không được test, không được thử cả. Thế thì bây giờ các bạn thử bằng cái gì? Thì chỉ tin tưởng vào nó thôi à? Nếu tin tưởng vào nó thì khi mà gia đình các bạn bị thương tật, bị mất tiền, bị có người chết, vì tức là cái người đầu tiên mà chết trên chiếc xe này, thì có thể là những người có thể là rất là cổ vũ cho chiếc xe này, thì có thể đấy là những người sẽ chết đầu tiên. Đấy, thì đấy rất là nguy hiểm và coi thường cái tính mạng của mình đã đành, nhưng những cái người này đã coi thường cả tính mạng của những người trong gia đình của mình khi được chở đi trên những chiếc xe như vậy, không được kiểm định độc lập như thế này, thì chắc chắn là sẽ nguy hiểm và không biết là sẽ gặp thêm những cái chuyện gì khác. Và trong các chương trình thì tôi đều nói rằng chiếc xe VinFast Fadi của công ty VinFast đây thì thấy được lắp là 4 máy. Nó khác công xe Opercar là 3 máy, bởi vì nó thêm một cái máy nữa thành 4. Mà các bạn thấy rất rõ là đây 4 và động cơ 4. Thế 4 thì tôi cũng có hỏi ở bên hãng Oper bên này, thế tại sao các ngài không lắp 4 cái máy như thế này? Họ nói rằng là nếu 4 máy như thế này thì cái tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn môi trường là sẽ không đạt, bởi vì nó sẽ thải rất nhiều khí thải. Và hơn nữa là chiếc xe bé này nó chỉ chạy loanh quanh trong thành phố thôi, thì tốc độ như vậy với công suất như vậy là quá đủ rồi, không cần phải lắp thế này. Nhưng mà họ cũng ngạc nhiên khi thấy là chúng tôi đưa dơ ra cho xem cái máy xe này, là tự nhiên nó nối thêm, tức là lắp thêm một cái máy nữa, một cái xi lanh nữa để thành 4 máy 1.4, để cho nó có vẻ như khỏe. Nhưng mà cái điều đó sẽ gây cái tác hại ở chỗ là nếu mà không được thử, mà rõ ràng là có lẽ là không được thử cẩn thận, thì sẽ gây tác hại lớn ở chỗ là máy khi vận hành nó không khớp với cả những cái phụ tùng còn lại trong cái dây chuyền mà đã sản xuất xe Opercar hoặc là xe Chevrolet trước đó, thì nó không ăn khớp với nhau, thì nó sẽ hoạt động một cách mỗi ông mà hoạt động một kiểu. Thì đương nhiên là cái chuyện mà các bạn đã thấy là dầu nó chảy ra hoặc là nước nó bung ra, rồi nhiều chuyện khác nữa sẽ tiếp tục xảy ra đối với chiếc xe này. Bởi vì khi vận hành ấy, thì cái tốc độ và cường độ quay của những cái động cơ này rất lớn và nó rất nóng. Cho nên là nếu chỉ một chút về cái việc mà nó không có tích hợp với nhau được, thì chắc chắn là sẽ xảy ra những cái tai nạn, xảy ra những cái cháy nổ mà chưa thể lường trước được. Thì những cái người đầu tiên mà sẽ bị tai nạn như vậy là những người cổ vũ, là những người mua những chiếc xe đầu tiên, là những người nghe, có thể là nghe ông Nguyễn Xuân Phúc quảng cáo, hoặc là tin ông Phạm Nhật Vượng quảng cáo, thế là mua thì có thể là đấy là những người mà bị có gia đình, có thể sẽ bị chết trước đầu tiên. Thì phải các bạn phải cẩn thận khi sử dụng chiếc xe này. Và về giá thành thì chúng tôi cũng đã nói là đây là cái thông báo của bên Aero NCAP, họ đã trả lời chúng tôi rất rõ, và lần trước chúng tôi cũng đã đưa ra cho các bạn cùng biết. Đây đấy, là xin chào, rất tiếc là các loại xe của VinFast không có trong chương trình thử nghiệm trong năm 2019 của chúng tôi. Đấy, thì những cái link này thì tí tôi sẽ đưa vào cho các bạn để các bạn xem những hình ảnh, cái thư trả lời của họ cho chúng tôi rất rõ ràng. Đấy, thì Aero NCAP đã trả lời như vậy. Đây là bản dịch, đây là bản chúng tôi tự dịch từ cái thư đó ra, chứ không phải của họ viết bằng tiếng Việt. Nên một số người không hiểu cứ tưởng họ viết bằng tiếng Việt, nhưng mà không phải, đây là bản dịch của chúng tôi và họ ghi rất rõ ràng là không hề có. Và trong khi đó báo chí trong nước thì rất nhiều tờ báo trước đó đã nói rằng là những cái xe đó được thử và được đưa lên sang châu Âu để thử, nhưng mà không hoàn toàn không phải. Và một cái bằng chứng nữa thì đây là cái thông tin là trong cái tờ báo của báo tuổi trẻ của có nói rằng là ngay ngày đầu tiên khi cái chiếc xe ra đời là ngày 17 tháng 6 năm 2019, nó nói rằng là theo giới thiệu của VinFast Fadi được sản xuất dựa trên nền tảng của mẫu Chevrolet phân khúc xe đô thị hạng A. Đấy, tức là rất rõ ràng cái bài báo của tuổi trẻ này vẫn còn ở trên mạng, thì các bạn cũng có thể tự tra cứu ở trên internet. Tức là họ nói rất rõ là dựa trên nền tảng của mẫu Chevrolet. Đấy, mà Chevrolet thì các bạn cũng đã biết rồi, thì bên này nó bán xe này rất là rẻ,
và cái giá thành, mà tất nhiên họ cũng đã chấm dứt bán cái xe này từ năm 2016 rồi, vậy không ai đi cái xe này nữa. Thì đây cái chiếc xe, đây là tôi đã làm cái so sánh này. Cái so sánh của hai dòng xe là VinFast Fadi và Chevrolet. Các bạn thấy rất rõ là hình thức mẫu mã tương đồng, nó chỉ khác một chút về cái vỏ thôi. Để trong khi đó Chevrolet được bán ở đây giá netto để xuất khẩu đi chỉ có 5.123 euro, tương đương 133 triệu đồng Việt Nam, trong và xe VinFast thì bán 395 triệu, tức là gấp rất nhiều lần. Đấy, mà cái chất lượng thì khó đánh giá, mà thực ra thì các bạn cũng có thể đánh giá rồi, là cái giá thì tăng gấp 3 lần, nhưng mà chất lượng thì tụt bao nhiêu lần thì không biết, nhưng mà đã qua cái việc mà nước chảy vào xe khi chạy rồi quên chắn bùn, rồi là chảy dầu, rồi là sôi nước lên như thế, thì đấy là lỗi mà mới đi được có mấy chục cây số thì các bạn đã thấy chất lượng rồi. Thì đây là cái giá của chiếc xe Chevrolet tại Đức, là lúc thời điểm đó đã bán chỉ có 133 triệu đồng Việt Nam thôi. Đấy, đấy. Và khi mà công ty VinFast là được nhập những dây chuyền mà cũ, mà giá chắc chắn là rất rẻ, rất rẻ, cực kỳ rẻ luôn, thì không thể nào sản xuất mà lại bán đắt hơn gấp 3 lần so với chiếc xe đã sản xuất trước đó. Đấy. Thì đấy là cái thông tin về, và tất nhiên là một trong nước thì nhiều tờ báo trong nước đã đưa tin về cái việc này, nhưng mà không phải tất cả. Và cái hậu quả mà các bạn cũng đã biết ngay, là sau khi công ty VinFast bắt đầu, tức là tập đoàn VinGroup bắt đầu sản xuất ô tô, thì lập tức là Fitch Ratings đây đã đưa cái đánh giá, lập tức đưa đánh giá luôn, là họ đã không đánh giá công ty VinFast, VinGroup nữa, tập đoàn VinGroup nữa, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, bởi vì họ không có số liệu nữa, không có số liệu đánh giá nữa, mà đã không đánh giá rồi, những tập đoàn này họ này không đánh giá rồi thì những cái họ sẽ công ty tập đoàn VinGroup sẽ rất khó vay tiền, không vay tiền được nữa, hoặc vay và lãi suất cực cao luôn, và cái rủi ro bị mất tiền khi đầu tư vào những tập đoàn như VinGroup hoặc là VinFast này sẽ rất lớn khi mà cho họ vay tiền, bởi vì là khi mà cái nơi mà đánh giá độc lập họ đã đánh giá kém như thế này rồi, tức là anh ta chưa chắc là có khả năng chi trả, chưa chắc là có khả năng vay tiền để sản xuất và tiếp tục có lãi để trả tiền lại, thì cái chuyện đó là rất may rủi nếu mà những bạn nào mà đã đầu tư vào đây. Đấy, thì cũng phải cẩn thận là cái mã của chứng khoán của VinGroup để các bạn tự cái quyết định của mình trong thời gian sớm nhất. Đấy, còn Fitch Ratings đã không đánh giá nữa, và nhiều nước, thậm chí nhiều quốc gia mà đã bị những công ty uy tín hàng đầu thế giới này không đánh giá, hoặc đánh giá tiêu cực. Đấy, như là VinGroup đang bị đánh giá tiêu cực, rất tiêu cực, thì cái việc mà dẫn đến phá sản hoặc việc dẫn đến cái không có khả năng chi trả sẽ rất sớm. Mà khi như thế rồi thì những chiếc xe mà các bạn mua, hoặc ai đã mua những chiếc xe như vậy, thì chắc chắn là sẽ gặp phải những cái khó khăn, bởi vì là khi mà không còn những công ty như vậy nữa, thì cái việc mà bảo hành, bảo trì hoặc là mua phụ tùng thay thế là rất khó khăn, bởi vì họ có sản xuất ở đâu mà mua. Đấy, chất lượng một lành nhưng mà lại không mua được phụ tùng thay thế nữa. Đấy, thì cái điều đấy là sẽ tăng giá thành lên, thậm chí là không sử dụng được nữa. Và có thể là cái vai trò của nó sẽ giống như những chiếc xe ở đây, là đem tháo ra bán phụ tùng cho những nước chậm phát triển, hoặc là những nước mà không có kiểm định gì cả, ở châu Phi, ở đâu đó để nó chạy. Thế thôi. Thì đây là cái thông tin. Đấy, các bạn thấy, đây là cái đánh giá của Fitch Ratings, đánh giá về cái chiếc xe đó là B. Đây, vâng, B cộng, nhưng mà B cộng tức là về đánh giá về VinGroup là B cộng đây. Các bạn nhìn thấy rất rõ là B cộng, tức là tiêu cực. À, rất tiêu cực. Tiêu cực giống như là làm ăn rất thua lỗ, rồi khả năng tương lai sẽ rất thua lỗ. Thế là rút ra thôi, rút hết. Đấy, thì cái điều này là rất quan trọng. Đấy, đấy là cái thông tin mà chúng tôi đã biết. Thế còn tất nhiên là nếu mà công ty VinGroup, tập đoàn VinGroup hoặc là công ty VinFast không sản xuất được ô tô, thì nó cũng không phải là lỗi riêng của họ, bởi vì từ trước đến nay Việt Nam chưa từng sản xuất điều đó. Và nhưng mà nếu mà bắt đầu sản xuất ô tô mà lại không được kiểm tra cẩn thận thì sẽ rất là khó khăn trong việc cạnh tranh. Thì đây là một cái bài báo cũng mới đăng của bên đầu tư chứng khoán, họ ghi rất rõ trong cái bài báo này. Họ nói rằng là, đây các bạn thấy, xe Việt khó đấu lại với xe Thái, Indonesia dù có chính sách hậu thuẫn. Đấy, ghi rất rõ. Đấy, đây là, tức là họ trong bài báo này ghi rất rõ, họ phân tích cụ thể là khó đấu lắm, bởi vì là cái chất lượng rồi về số lượng cũng kém hơn họ, cái công ty bên nước ngoài rất nhiều. Đấy, và cái trình độ khoa học kỹ thuật cũng không có, tất cả mà đi nhập, đi mua hết, đi thuê hết, thậm chí những người mà các công ty này thuê được thì chưa chắc đã là những người tốt, có thể họ đã thất bại. Những người mà được công ty VinFast thuê có thể họ thất bại khi làm việc ở những công ty khác, thì bây giờ thì thất nghiệp hoặc là sắp thất nghiệp, thì khi mà có một công ty như VinFast mời chào với một mức lương hợp lý thì họ làm thôi.
Thì tất cả bên này thì những cái người mà ngay cả những chính khách khi họ không làm chính khách nữa vẫn có thể thuê được rất bình thường, cứ trả tiền họ làm. Mà làm thế nào đấy thì đấy là việc của họ. Thậm chí có những người chỉ thuê để lấy bằng cấp đấy, giống như các bạn bằng dược, thuê bằng dược để mở hiệu thuốc ở trong nước, thì đây là thuê những cái người có bằng kỹ sư nhưng họ thực tế là họ không làm, họ chỉ lấy bằng đấy họ cho thuê đấy để gọi là có cái hình ảnh thôi. Chính vì vậy mà các bạn thấy là xe Việt Nam khó cạnh tranh. Trong cái báo đầu tư chứng khoán đã nói rồi, đấy là rất khó ở chỗ là chỉ không làm mà không kiểm tra và không phải người thực việc thực. Tuy nhiên tất nhiên là công ty VinFast cũng chưa chắc đã phải là lỗ, bởi vì là họ lại có cái lãi chỗ khác. Thì đấy là cái việc mà 335 hecta đất ở Hải Phòng thì đã được họ quản lý và thâu tóm rồi. Thì đây là một cái hòn đảo rất đẹp, và với giá hiện nay tức là giá rẻ nhất hiện nay là 13 tỷ đồng một hecta, thì chúng ta có thể nhân ngay ra là được 4.355 tỷ đồng Việt Nam. Đấy là cái giá hiện nay. Còn tới đây nó sẽ còn lên nữa và nhiều chuyện khác nữa, khi nó được phân lô, khi nó được xây dựng nhà cao tầng, nhà nghỉ rồi khu nghỉ dưỡng, thì giá của nó phải gấp hàng trăm lần nữa, 10 lần, trăm lần nữa. Thì đấy có thể mới là cái lời, cái lãi của VinFast, chứ chưa chắc đã phải là sản xuất ô tô. Bởi vì là như các bạn đã biết, những cái xe mà như VinFast pha đi tự nhiên thấy xuất hiện luôn một thời gian rất ngắn, và sau đó nó chạy thì không tốt hay không tốt cũng không quan trọng, là họ vẫn cứ quảng cáo là sản xe. Và thậm chí gần đây như ông Phạm Nhật Vượng còn quảng cáo là mở hãng hàng không nữa, rồi dạy lái máy bay nữa. Thì đấy là họ thâu tóm, để thâu tóm những cái công ty nhà nước. Thì đây là cái hình ảnh mà cái ví dụ rất cụ thể, rất rõ ràng. Kể cả ở những nước cộng sản cũ như Liên Xô, thì sau khi Liên Xô sụp đổ thì bị phân rã ra thành nhiều nước nhỏ tự trị khác, thì những cái công ty nhà nước, những tập đoàn rất lớn của nhà nước đã bị rơi vào tay những cái tư nhân dạng như thế này, và họ đã thâu tóm cái đó và họ trở thành những người tỷ phú cực kỳ giàu có rồi, và những người dân thì không được hưởng lợi gì nhiều cả, rất ít. Đấy thì đấy là cái cách làm thường của những cái nước mà có những cái đội ngũ mà doanh nghiệp mà họ biết tận dụng cái điều đó, họ đi với chính trị để họ làm cái điều đó, chưa chắc họ đã phải làm cái sản phẩm. Bởi vì các bạn cũng đã biết, trên thế giới này, một đất nước mà một cái thể chế mà cộng sản thì cũng chẳng sản xuất ra được cái sản phẩm nào ô tô về khoa học kỹ thuật mà tốt cả. Thì tất cả chỉ là tiêu thụ mà thôi, và họ cứ bán hết tài nguyên dần đi, bán hết những cái thứ mà của sở hữu của người dân đi, của đất nước đi để họ tiêu, và họ mua lại những cái sản phẩm khác và nhập khẩu thôi, chứ còn không thể sản xuất ra được những cái sản phẩm khoa học công nghệ. Bởi vì cái trình độ phát triển cũng như là cái khả năng nhận thức của những cái nước như vậy, độc tài như vậy thì rất là kém, rất thấp. Đấy. Thì đấy là cái việc mà các bạn cũng biết. Và để tránh cho cái chuyện mà có thể xảy ra những cái tai nạn trong thời gian tới như thế này, như các bạn nhìn thấy những chiếc xe cháy như thế này, thì những cái người mà đang mua, đã mua và sẽ mua những chiếc xe này nên nghiên cứu cẩn thận để trước khi giao tiền cho những cái công ty mà mình chưa biết là tương lai nó đi về đâu, và chưa biết cái chất lượng nó sẽ đem đến cái điều tệ hại gì cho gia đình của mình. Vâng, đấy, rất cảm ơn các bạn. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình truyền hình trực tiếp của chúng tôi, Thời báo.de từ Cộng hòa Liên bang Đức, ngày hôm nay 11 tháng 7 năm 2019, do phóng viên Trung Khoa của Thời báo.de thực hiện. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần tới. Và các bạn hãy nhớ bấm nút theo dõi của Facebook Lê Trung Khoa, của Facebook Thời báo.de, của YouTube của Thời báo.de để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất. Và các bạn hãy để lại những comment, những cái câu hỏi mà các bạn có quan tâm để chúng tôi tiếp tục phục vụ các bạn những cái thông tin trung thực và nhanh nhất. Cũng như thời gian tới thì tôi cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu và cung cấp thông tin về chiếc xe VinFast Lux đang ở bên Cộng hòa bên Áo, tức là thành phố Graz, để các bạn cũng biết về chiếc xe đó thực tế là như thế nào. Vâng, từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần tới. Và xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.